Nhắc đến Âu Thành Vân là nói tới một nghệ sĩ đa tài trên sân khấu kịch, phim ảnh cũng như các show truyền hình lớn. Dù ở vai trò nào, Âu Thành Vân cũng thể hiện sự hết mình và niềm đam mê cháy bỏng với công việc. Nổi tiếng thành công trong sự nghiệp, Âu Thành Vân sở hữu mái ấm gia đình hạnh phúc, các thiên thần nhỏ của Âu Thành Vân, ba phong cách cá tính khác nhau nhưng đều rất đáng yêu, khỏe mạnh và thông minh. Âu Thành Vân chia sẻ rằng với tính chất công việc bận rộn nhưng lại có cơ hội được trải nghiệm nhiều, tiếp cận với nhiều thông tin nên cũng là thuận lợi khi Âu muốn tìm hiểu và lựa chọn các giải pháp tốt nhất dành cho con yêu. Riêng với việc lựa chọn sữa, Âu Thành Vân cũng khá kỹ tính và không ngại tìm hiểu thay thế loại sữa cũ nếu thấy không phù hợp. Âu Thành Vân có bật mí một lựa chọn mà cô rất hài lòng hiện nay. Vừa rồi thì Vân cũng có biết đến một loại sữa brand Noble. Đây là một loại sữa từ tập đoàn Lotte. Thì tập đoàn Lotte thực sự đã rất là nổi tiếng rồi với những sản phẩm rất là chất lượng dành cho người tiêu dùng. Tại Việt Nam, Vân cũng hay tìm đến. Đến khi mà Vân thử cho bé dùng sữa này thì mình thấy cũng có rất là nhiều cái hay mà Vân có thể chia sẻ cùng các mẹ. Ở trong sữa Renoble thì cái lượng canxi rất là cao. Cái điều này rất là tốt cho những đứa trẻ trong giai đoạn đang tăng trưởng và phát triển như vậy. Và một cái quan trọng nữa mà mình thấy cũng rất là hay, có nhiều loại sữa khác thì không có, đó là vitamin C. Nếu mà vừa cao mà da con vừa đẹp nữa thì phải nói là mẹ cũng rất là yên tâm. Vân cũng thấy rằng là có một cái điều mình thấy cũng khá là thú vị, đó là DHA trong loại sữa này là được chiết xuất từ tảo, cũng rất là an toàn với nguồn gốc tự nhiên như vậy. Ngoài ra thì một thông tin nữa mà Vân cũng mới được cập nhật, đó là cái công nghệ sấy khô khi mà họ sản xuất sữa này làm cho sữa giữ được những cái vi khuẩn mà có lợi và giảm tối đa được cái sự biến chất của các thành phần trong sữa. Vân nghĩ là bao nhiêu đó cũng đủ thấy rằng là đây cũng là một trong những cái sản phẩm nó có thể là đem lại nhiều cái sự yên tâm cho bà mẹ khi mà dùng cho con mình. Thì Vân cũng mới thử thôi thì mình thấy rằng là sau một thời gian thì thấy bé tăng trưởng cũng tốt nè, mà cái quan trọng mình rất là lo lắng là không bị táo bón. Nói chung con ăn ngoan ngủ ngoan thì không có mẹ nào mà không mong muốn điều đó, và Vân nghĩ rằng là Vân sẽ chia sẻ cái bí kíp này với nhiều bà mẹ khác nữa. Theo như tìm hiểu, Grand Noble là dòng sản phẩm của tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Tập đoàn Lotte nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc, châu Á mà trên toàn thế giới với đa lĩnh vực ngành nghề. Trong đó, thực phẩm là một trong những lĩnh vực trọng yếu của tập đoàn này. Lotte Food liên tục dẫn đầu thị trường thực phẩm tại Hàn Quốc trong suốt 55 năm qua. Hiện nay, ở tại Việt Nam, Grand Noble được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Việt Ý. Sữa bột công thức Grand Noble 123 được các nhà khoa học Lotte Food nghiên cứu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi, từ 6 đến 12 tháng tuổi và từ 12 đến 36 tháng tuổi. Với việc hiểu rõ về thể trạng, khẩu vị của trẻ em châu Á, Lotte Food có chứa các thành phần có lợi cho sự phát triển về trí não, chiều cao và sức đề kháng của trẻ. Có thể kể đến probiotic, vitamin, khoáng chất, tỷ lệ canxi trên phốt pho là 1,8:1, giúp bé hấp thu trưởng thành tốt nhất và phát triển chiều cao. Nucleotide hỗ trợ phục hồi niêm mạc ruột, tăng cường sức đề kháng cho bé phát triển khỏe mạnh. Hệ chất xơ GOS và FOS đảm bảo lương thực cho hệ vi khuẩn có lợi, giúp hoạt hóa hệ tiêu hóa. Tỷ lệ vàng protein hòa tan là whey trên casein là 60:40, giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng, hạn chế tình trạng táo bón. Grand Noble góp phần phát triển trí não cho trẻ nhỏ bằng tỷ lệ DHA trên ARA là 1:1, phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO khuyến nghị. Tuy nhiên, điểm làm nên giá trị khác biệt khẳng định bước tiến vượt bậc trong công nghệ thực phẩm nói chung và sản xuất sữa bột công thức nói riêng của Grand Noble, đó là công nghệ sấy khô nhiều giai đoạn ở nhiệt độ trung bình MST, viết tắt là Multi-State Dryer, và DHA chiết xuất từ vi tảo được kiểm soát trong môi trường nghiêm ngặt bền vững. Đây cũng là loại sữa duy nhất hiện nay được sản xuất theo công nghệ vượt bậc này. Thông thường, quy trình sản xuất sữa công thức bao gồm có công đoạn gia nhiệt, xử lý tiệt trùng, cô đặc, sấy khô, vân vân. Trong quá trình này, nếu công đoạn gia nhiệt quá mức có thể phá hủy các thành phần dinh dưỡng. MSD đã khắc phục được nhược điểm này do sử dụng nhiệt lượng trung bình. Sữa bột sản xuất bằng công nghệ MSD cho hạt nhỏ, khả năng hòa tan nhanh, không bị dính hạt, đảm bảo giữ nguyên các thành phần dinh dưỡng và tăng khả năng hấp thu cho trẻ, không gây táo bón như những sản phẩm sữa thông thường. Các nhà khoa học Lotte Food cũng nghiên cứu ra rằng DHA chiết xuất từ vi tảo nuôi trồng trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt sẽ an toàn hơn so với nguồn gốc từ động vật, bởi DHA có nguồn gốc từ động vật vẫn có khả năng chứa chất nhiễm độc hại từ đại dương như chì hay thủy ngân. Lotte Food đã tiên phong trong việc chiết xuất DHA từ thực vật để đảm bảo sự an toàn đến từng nguyên liệu và là hãng sữa duy nhất chiết xuất thành công DHA từ thực vật tại Hàn Quốc và đã được cấp bằng sáng chế 10129-5390.
Dù có mặt ở Việt Nam chưa lâu, nhưng phần lớn các bà mẹ sau khi cho con sử dụng Grenoble đã có nhận xét là sữa mát, dễ hòa tan, bé tiêu hóa tốt, không bị táo bón, sữa có vị nhạt gần giống như sữa mẹ, rất phù hợp với khẩu vị của bé. Cùng với chế độ chăm sóc hợp lý, bé phát triển chiều cao, cân nặng phù hợp với tiêu chuẩn của Viện Dinh dưỡng đưa ra. Không chỉ được các gia đình tin cậy, Grenoble đã được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao. Theo như tôi được biết thì cái sữa Grenoble là cái sữa mà được nhập khẩu nguyên lon từ Hàn Quốc của cái tập đoàn Lotte Mart, thì cũng mới nhập khẩu vào Việt Nam thôi, cũng chưa lâu lắm. Thế nhưng mà theo như tôi tìm hiểu, tôi được biết thì cái sữa này thứ nhất là cái vị của nó là cũng không ngọt lắm, cho nên là nó cũng gần gần giống với cái vị của sữa mẹ, tức là nó không ngọt. Đấy là cái mà tôi thấy là rất nhiều các bà mẹ dùng là khi nói là cái vị của nó là rất là nhạt. Thứ hai nữa là thành phần ở đây thì cũng cái thành phần đạm whey thì cũng chiếm tới 60%. Chúng ta được biết là đạm trong sữa bò thì đạm whey là chỉ có 20%, 18-20% thôi. Còn chủ yếu là đạm casein là chiếm tới 80-82%. Thế thì đạm whey là như thế nào? Đạm whey tức là cái đạm mà nó dễ hòa tan. Thế cho nên là em bé của chúng ta uống vào thì sẽ hấp thu một cách tốt nhất và cũng không gây cái tình trạng táo bón cho em bé. Đấy thì cái đạm whey ở cái trong cái sữa Grenoble này thì là nó cũng khoảng 60%, như vậy thì nó ngang bằng với sữa mẹ. Sữa mẹ cũng tỷ lệ khoảng 60-80%. Còn đạm casein thì chỉ khoảng 40% thôi. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, là thành phần các cái chất dinh dưỡng đặc biệt đầy đủ vitamin D, vitamin A, canxi, sắt, kẽm. Đấy. Và đặc biệt là trong cái thành phần protein ấy có chứa nucleotide, tức là một cái loại protein mà có tác dụng tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé của chúng ta cũng rất là tốt. Và thứ nữa thì là cũng chứa cái lợi khuẩn, tức là chứa cái con vi khuẩn có lợi probiotic, như vậy thì cũng giúp cho cái việc tăng cường hệ miễn dịch cũng như là giúp cho em bé của chúng ta cải thiện được cái tình trạng tiêu hóa, tránh cái tình trạng táo bón để em bé của chúng ta. Thế rồi là một cái mà chúng ta quan tâm nhiều nhất ở đây là uống sữa làm sao mà để cho em bé phát triển chiều cao, thì cái tỷ lệ canxi trên phốt pho của cái sữa Grenoble này thì là cũng tỷ lệ 1:1.8, tức là canxi là 1 mà phốt pho là 1:8, cho nên là cũng là cái tỷ lệ cũng gần gần ngang với sữa mẹ. Thì như vậy thì làm cho cái canxi cũng hấp thu tốt hơn, như vậy thì làm cho em bé của chúng ta cũng có thể phát triển chiều cao một cách tốt nhất. Thế còn lại thì thành phần về năng lượng cũng như là thành phần về các cái chất dinh dưỡng khác thì tôi nghĩ là cũng tương đối là phù hợp và nó cũng gần ngang giống như cả sữa mẹ. Grenoble này thì nó có một cái đặc điểm, một cái công nghệ mới là công nghệ MSD. Thì ở đây tức là cái công nghệ người ta gọi là sấy chân không ra nhiệt, tức là ở một cái nhiệt độ thấp. Đấy. Ví dụ ở một cái nhiệt độ thấp nhưng mà ta phải sấy theo nhiều bước, thế là cái thời gian nó lâu hơn ấy. Thì cho nên là nó đảm bảo giữ được các vitamin và khoáng chất, nó không bị mất đi quá nhiều trong quá trình chế biến. Thế cho nên là khi mà thành sản phẩm rồi thì cái thành phần các vitamin và khoáng chất nó còn được giữ nhiều hơn ở trong thành phần. Như vậy thì sẽ rất tốt cho em bé. Đã là người mẹ, dù là người nổi tiếng hay là một người bình thường nhất cũng luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con yêu. Vì vậy, bên cạnh việc tìm hiểu, lắng nghe, chia sẻ những kinh nghiệm, ý kiến của các chuyên gia, các bà mẹ, các gia đình cũng nên có đánh giá, thử nghiệm để tìm ra những bí quyết và giải pháp dinh dưỡng phù hợp nhất cho trẻ nhỏ. Bởi trẻ nhỏ chính là hạnh phúc và niềm hy vọng của các gia đình.